Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, con người có tổ có tông, như cây có nước, như sông có nguồn, trải qua bao giai đoạn lịch sử, dựng nước và giữ nước, trong tâm thức của mỗi người con đất Việt đều có chung một tổ tiên để hướng về, có chung một ngày quốc dỗ là ngày 10 tháng 3, ngày dỗ tổ Hùng Vương. Nét đẹp văn hóa lâu đời luôn được nhiều người dân Hưng Yên giữ gìn thông qua tín ngưỡng thờ cúng truyền thống được thực hiện tại các gia đình địa phương để thể hiện sự biết ơn công lao, lập nước của các vị anh hùng, mong muốn một năm bình an, mưa thuận, gió hòa. Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 10 tháng 3 hàng năm, các con cháu dâu rể trong gia đình ông Duệ ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi đều trở về quê để thực hiện cúng dỗ tổ, dù các thành viên đều đã trưởng thành và công tác xa nhà. Cùng nhau chuẩn bị mâm cơm, dâng lên tri ân các vị vua hùng và tổ tiên, món ăn không thể thiếu trong ngày này của gia đình là bánh trôi, bánh chay, bánh chưng và bánh dày. Gia đình chúng tôi cũng như là địa phương cứ lấy cái ngày này là truyền thống để răn dạy con cháu đi xa về gần để nhớ lại cái nguồn gốc của tổ tiên trao lại. Khởi nguồn từ tập quán thờ cúng tổ tiên, ý thức thờ cúng Hùng Vương đã trở thành biểu tượng văn hóa tín ngưỡng tự hào của từng gia đình dòng họ địa phương. Tại thôn Tần Tiến, xã Minh Tân, huyện Phù Cử, lễ hội làng truyền thống hàng năm được tổ chức vào đúng ngày 10 tháng 3 với các hoạt động phần lễ hướng về ngày dỗ tổ như rước kiệu, sắp lễ dâng vua tại cửa nhà và đình làng. Tấm lòng của người dân được thể hiện tỉ mỉ qua từng đồ cúng lễ vật với sự thành tâm công đức. Bác Hồ đã dạy là các vua hùng đã có công giữ nước thì nhân dân ta đến bây giờ như chúng tôi năm nay là gần 80 rồi cũng nghĩa là thực hiện lời dạy của bác và dạy con cháu nhớ về cội nguồn. Hiện thấy nếp sống mới văn minh. Hàng năm là cứ vào mùng 10 tháng 3 thì làng này tổ chức lễ hội. Thế là nhằm để tôn vinh những người có công với nước để chúng ta gắn với lại là ngày lễ quốc tổ, người dân rất là hào hứng. Không chỉ dừng lại ở việc cúng dỗ mà niềm tự hào dân tộc về lịch sử dựng nước và giữ nước về Hùng Vương thời đại nhà nước Văn Lang còn được các trường học trên địa bàn giáo dục cho các thế hệ học sinh thông qua những bài học hoạt động ngoại khóa trên lớp. Giáo dục ý nghĩa về truyền thống thì nó sẽ gắn liền qua từng tiết dạy, qua từng bài học, thậm chí gắn liền với các phần tích hợp liên môn. Ngoài ra thì chúng tôi còn sử dụng một số các hình ảnh để giúp các em hiểu được về trực quan, tức là các con sẽ nhận biết được cái ý nghĩa của ngày dỗ tổ Hùng Vương bằng những cái hình ảnh, bằng những cái thông tin, bằng những cái việc làm thiết thực. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3, ngày này đã trở thành ngày hội tinh thần lớn trong mỗi tâm thức của người dân Hưng Yên dù ở nơi đâu. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, sợi dây gắn kết cộng đồng luôn được thực hiện bằng nhiều hình thức như dâng hương, dâng lễ tại các đình chùa làng, hành hương về đất tổ Phú Thọ hay cúng dỗ tại các gia đình. Nén hương trầm thắp lên tưởng nhớ công ơn của vua hùng cũng là lời hứa của thế hệ hôm nay với tổ tiên, đó là tiếp tục giữ nước, bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, cội nguồn truyền thống mà cha ông ta đã gây dựng và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.